Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, luật sư Thu sẽ nói cho quý vị và các bạn nghe giám định chữ ký và rút đơn khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện này tôi sẽ xoay quanh sau cái loạt bài là giám định giọng nói, là giám định chữ ký và chữ viết. Câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe như thế này. Có một chị đến văn phòng luật sư, chị bảo rằng là trước đây thì em có vay của một người đó với số tiền là 20 triệu. Thì khi em vay thì em có cầm cái bằng khoáng và hai bên ghi hai cái tờ giấy có nội dung. Thì sau khi đưa cái tờ giấy ra thì bằng cái con mắt thông thường thì tôi thấy chữ 20 rồi chục. Thì và trong cái chữ trong ngoặc thì ghi là 20 triệu, nhưng mà ở phía ngoài là 20 chục. Thì tôi mới có cái thắc mắc, thì chị bảo rằng tôi bị cái chị cho vay á, chị kiện, chị nói tôi là kiện là tới 200 triệu. Thì tôi nói là không ai mà đi mượn mà thấy bằng ba tay chắc cái bằng khoáng đỏ mà mượn có 20 triệu. Chị bảo thực tế là như vậy á luật sư ơi. Thì với cái niềm tin nội tâm và những lời chị kể thì tôi đã có cái và cũng muốn những cái chứng cứ này nó thật khách quan. Thì tôi đã làm cho chị một cái đơn yêu cầu giám định nội dung và cả giám định về cái chữ nét chữ viết trong cái hồ sơ. Thì sau khoảng thời gian giám định chữ những cái con số, thì giám định cái tờ giấy ở trong cái tờ giấy của phía bên nguyên đơn á, họ kiện 200, buộc cái chị này phải trả 200 triệu đó, thì có nét sửa. Và quý vị và các bạn biết không, sau khi mà có kết luận giám định là có một cái sự bôi xóa sửa, thì nguyên đơn đã rút cái đơn khởi kiện. Tôi bảo với chị rằng về công bằng mà nói, chị đã vay của họ và có lãi suất với số tiền là 20 triệu đồng. Tuy nhiên cho tới thời điểm này, cái việc chị và người ta rút đơn khởi kiện, nhưng chị không có cái yêu cầu phản tố lại đối với yêu cầu này, thì người ta vẫn giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ đó của chị. Thì chị phải làm như thế nào? Có thể mình đem số tiền gốc cộng với một cái chi phí lãi suất gì đó trả và hoàn thiện. Bằng đi thời gian sau thì chị điện lại, chị nói là đã hoàn tất xong. Thì thật ra đây cũng là một cái mà văn phòng đã làm cho khách hàng mình. Có thể là lấy phí, cũng có thể là không lấy phí, nhưng cái sự công bằng trong cái việc trở về bản chất thật của hồ sơ là có thật. Vậy thì chúng ta quay về luật một tí xíu. Nếu trong trường hợp nguyên đơn đưa ra cái giấy vay tiền, trong giấy vay tiền có một cái sự sửa, có một cái sự đổi như vậy, thì cái giấy đó nó sẽ không được xem là một cái nguồn chứng cứ, và nguồn chứng cứ sẽ được xem vào những yếu tố khác. Và thưa quý vị và các bạn, theo quy định của điều 91 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 đây, thì đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải thể hiện bằng văn bản và phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho sự phản đối đó. Thì đối với trong cái trường hợp của cái chị khách hàng của tôi, sau khi chị bị đơn, chị biết rằng nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chị phải có nghĩa vụ trả là 200 triệu. Nhưng chị bảo là thực tế cái giao dịch mà vay tiền nó chỉ có 20 triệu thế chấp quyền sử dụng đất, và chị đã yêu cầu giám định cái giấy tờ vay này.
Và khi giám định, cái kết luận giám định có cái sự cạo sữa. Ngoài ra thì chị vẫn có một cái chứng cứ khác. Tại vì khi mà lập cái hợp đồng vay tiền có hai bản mà quý vị, trong đó có cái chữ 20, xong rồi mở ngoặc đóng ngoặc là số 20 triệu. Và như vậy chứng cứ đã được các cái cơ quan giám định và tòa đã cái thu thập chứng cứ này dựa trên chứng cứ, đánh giá chứng cứ khách quan, và tòa đã chưa xử, chưa xét, chưa đánh giá chứng cứ mà nguyên đơn đã rút đơn khởi kiện. Một cái trường hợp thứ hai nữa là quý vị và các bạn biết rồi, trước đây nếu trong trường hợp thời hiệu khởi kiện là quá 10 năm thì phải có văn bản mà gọi là chữ ký của cái người thừa nhận, của cái người quản lý sử dụng đất. Thì tôi cũng có một cái hồ sơ nó giống vậy đó. Đi lên thì ông bị đơn, ông cứ dậy đạch đạch, ông bảo là không phải chữ ký của tôi. Bên nguyên đơn thì ông là người trực tiếp mà, trực tiếp quản lý sử dụng mà bây giờ hết thời hiệu. Nếu không khởi kiện thì kể như ông là người liên tục quản lý sử dụng và được cấp giấy thôi. Thì nguyên đơn đã có cái yêu cầu giám định cái chữ viết, chữ viết thôi, còn toàn bộ cái nội dung là do bên nguyên đơn viết rồi. Thì sau một hồi kết luận thì giám định chữ viết, đây là chữ viết của ông bị đơn, và ông cũng thừa nhận chia di sản là tài sản của ba mẹ để lại. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề thì có rất nhiều những cái câu chuyện về thực tế để kể cho quý vị và các bạn nghe. Và tôi mong muốn kể một cái câu chuyện trên một cái sự hướng dẫn là chính, chứ không có mang một cái tính chất kể để cho quý vị và các bạn mang tính chất gọi là nồi da sáo thịt trong gia đình quý vị và các bạn, trong gia tộc, trong bạn bè. Mục đích của tôi là như một cái câu chuyện kể nhẹ nhàng, chậm, đúng vào đúng một nội dung để quý vị và các bạn như là một cái câu chuyện giải trí. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn thấy cần, nhưng ta phải biết luật ta có những cái đề tài nào, thì chúng ta hãy cùng nhau để comment lại ở phía dưới, để chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ phong phú hơn về nội dung lẫn hình thức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh.